Thì mấy cái chủ đề mà vượt đề truyền nhân rồi vượt biên rồi bố với bác Phượng cũng nói hết rồi, nói cặn kẽ rồi, mình cũng không cần gì phải bàn. Nhưng mà có một cái vấn đề này, chỗ này là có nghĩa là mình nói là có nghĩa là những cái người mà chống Việt Nam mình, nó có cái tư tưởng, mình phải nói của từ là dùng dơ giấy, không có Đúng gội rồi. rửa được, không có gội rửa được. Mình nói là mình nói để mình cho người dân mình hiểu được cái vấn đề thôi, chứ thực sự ra mình nói để mà mình cải tạo họ, để họ suy nghĩ lại, hoặc họ đi Ừ, không bao giờ đó. tiến năng là không bao giờ được. Có nghĩa là mình phải hiểu điều đó mới được, như vậy mới đúng, như thế mới đúng. Chứ còn thực sự là mà mình dạch ra những cái mà sai lầm, có những cái mà xuyên tạc, những cái mà không đúng sự thật, những cái mà nói láo khoét, mình nói ra để cho người dân mình để hiểu như vậy, riêng không. À, thì những lúc gần đây thì những cái điều mà mình nói ra thì họ bớt rồi, có nghĩa là họ họ không nói về vấn đề nó nữa, mà họ bị bật đi sâu vào cái vấn đề xã hội, chẳng hạn như vấn đề như là cướp đất nè, rồi vấn đề thủ tục hành chính nè, những chuyện mà coi như là vặt vãnh trong xã hội, nếu có những cái tiêu cực, ví dụ như học hành học sinh, nói chung là những cái mà hầu như nó không dính dáng gì cái vấn đề của mình là chính trị cả, đó là những cái tiêu cực của xã hội, chẳng hạn như là những người ăn xin, rồi có người bán vé số, rồi cái đủ, hầu như là bắt đầu họ họ chửi người ta tiêu cực, nhưng mà chính họ là tiêu cực là ở chỗ gì, họ họ không đứng ra mà đối đáp cho mình một cách công bằng, thẳng thắn, công khai, để những cái đó để cho thiên hạ bàng quan họ biết, nhưng mà họ họ né cái điều đó, họ đi luồn Đúng rồi. sâu vào những cái chuyện gì Việt Nam mà bằng cấp Việt Nam không có đi qua nước ngoài xài được, chuyện mắc mới, nếu như cái chuyện gì đủ nó kỳ cục lắm, nó có nghĩa là vậy, họ 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 có đi sâu vào kiểu mà họ không không có đứa đứng ra mà đụng mặt đối mặt với mình, mà đụng họ né rồi họ đi ẹo ẹo đó đó cái khác gì chứ, rồi toàn là chung gì đường hẻm đi không, mà đụng không đi đại lộ nó vậy đó. Rồi tự nhiên bây giờ rượu mà sẽ nghĩ sao, rượu mà giờ học hành rượu mà bây giờ nói chung là rượu mà nó nhai đi nhai lại hoài cái điệp khúc thôi, học không có ra tiền từ góc một cái phai mà cho họ khổ quá, mà nói hoài nói mãi mà nó cũng vậy, nó bao giờ nó khổ lâu cái chuyện đó, mặc dù cái chuyện đó nó có sẵn nó có từ lâu rồi mà không, nó không chịu rượu mà nó kỳ vậy đó, có nghĩa là nó sai từ cái lớn, từ cái nhỏ cho đến cái lớn nó cũng sai luôn. Người ta đã nói là có quyết định của Bộ Dục rồi là khác không, rồi xong bắt đầu thì có cái chuyện gì ở trong nước, thí dụ như có gì bắt trọng nhà ta hoặc đốt củi đốt lò gì đó, thì có một là bắt đầu ở lâu, thấy không, thấy chưa đồ má khổ không, nói một cách là mừng chứ, ta cũng nói là không làm thì nó cũng nói, mà làm thì nó cũng nói, cái là đủ mọi cách để mà nó nói đủ, nó khổ vậy đủ, nó kỳ cùng cái đó, tôi nói thiệt vậy, mà tôi nói thẳng như vậy đó, Việt Nam mình là một nước nhỏ so với Mỹ là nước lớn, mà thằng Mỹ thì giàu có, Việt Nam mình thì bây giờ thì không nghèo nữa rồi, nhưng có một cái điều này, cái gì ở Việt Nam có thì thằng Mỹ nó có, mà nó có gấp 10 lần, là lý do gì, cái tiêu cực thằng Mỹ lớn hơn gấp mấy chục lần thằng Việt Nam, một đất nước ở xã hội nào ở trên cái hành tinh này không có đất nước nào mà không có tiêu cực cái trên rồi, không có một đất nước trong thế giới này mà không hoàn chỉnh cả, hoàn chỉnh và không có. Mình suy đi nghĩ lại rồi thì không có đất nước nào mà không có tiêu cực cả, kể cả tư bản, kể cả dân chủ, kể cả quân chủ, kể cả cộng sản, kể cả nói chung tất tật, không có đất nước nào mà không có tiêu cực hết, không có đất nước nào mà không có tham nhũng, mà không có đất nước nào mà không có hối lộ, để rõ ràng. Nhưng mà nó không, nó thì nó che giấu đi, mà thấy rõ ràng những thước phim của mày đưa là tao đưa từ lâu rồi chứ không phải mới đây mà tao đưa ra vậy, mặt nó vẫn trơ trơ, nó vẫn nói là nước Mỹ là thiên đường, không có trộm cắp rồi không có xì ke ma túy, nói chung cái gì đụng của nó vẽ ra một con đường rất là tốt. Mà thực trạng ở nước Mỹ thì mày với thằng Việt Rai với lại thằng kia cũng đã nói hết rồi, đụng hầu như mình cũng đưa ra bằng chứng, tao đã nói rồi, nói gì thì nói phải đưa ra bằng chứng, cũng như hôm qua thằng kia bố bố nói lên ai cô Phượng bố nói, thường thường đây bây giờ tụi nó không có căn cứ, không có chứng từ, không có hình ảnh, không có tài liệu, nhưng mà nó vẫn vu cáo Việt Nam mình là độc tài độc đảng, ác di đặc ác di dân, mà giờ hèn giặc gì tùm lum là bao nhiêu, thì ta chứ nó chung tất rồi, thì ta mới nói nó một câu vậy, ta mới nói thì tụi nó một câu, bây giờ mình chuyển lời đứa nào ngay rồi, mày phải đưa ra hình ảnh cái gì mà Việt Nam ác với lại dân, rồi hèn cái giặc mày cho tôi biết,
Nhưng mà tao thì có một kho đủ trên Google, đủ tự do thoải mái, mày lên mày đọc mấy cái đánh vô Việt Nam cuộc chiến gì đó, rồi nạn nhân của dự trên mà sẽ chiếu, nó sẽ ra mấy ngàn tấm ảnh. Mà bây giờ mày muốn nói Việt Nam thì mày phải là đối lập, có nghĩa là mày phải làm ngược lại, có nghĩa là mày phải đi kiếm cho một cái thằng Việt Cộng nào mà nó đè đầu dân nước, còn giống y chang cái kiểu như bà Nguyễn Ngọc Loan mà bắn bể lép vậy. Mày Đúng làm rồi. ngược lại đi, mày kiếm người ta một cái ngược lại đi, rồi hãy nói chuyện. Chứ mày mày nói hơi hơi đụng nó bị bảo mồm mà đụng không có cái chứng cứ, không chứng từ thì người ta gọi là đụng kêu một là láo khoét, không ai thích không ai ưa. Nói cái gì lớn rồi, tất cả mọi người đều lớn rồi, phải có trách nhiệm với lời nói của mình, là có trách nhiệm với lại cơ bản thân của mình. Nói thì phải cái sách, mắt thì phải có chứng. À, tao vì cái tội mà đưa lên đủ cái hình ảnh nó đủ nó chơi trong phát 29 ngày, bữa nay còn 28 ngày, 27 ngày gì đó. Thành ra tao không có dám đưa lên cái đủ thiếu trai gì, ai nào không gõ là không được, tất cả mọi người đều gõ được. Cái điểm thứ nhất mình lên, điểm thứ nhất hãy mình nói ra cái đủ mà này dư lượng nguyên bò đỏ ăn ba củ gì đó đồ quá mệt. Tao nói thiệt này, tại sao tao chọn cái diễn đàn của con là bởi vì con cũng là một thành phần ngụy, có nghĩa là ngụy con đó, ông già của mày là cũng đi lính ngụy, mà tại làm sao người ta sống ở trong nước và gia đình ngụy quân ngụy quyền mà người ta không bao giờ người ta phản bội tổ quốc, người ta không bao giờ nói xấu tổ quốc và người ta vun vén của tổ quốc của họ. Tao chọn cái kênh của mày để người ta vào, lý do tại sao để tao né né cái này, rồi hở ra cái đồ thằng này là đồ cái gì cộng nằm dùng không nếu là về diễn viên ba cũ rồi dư luận viên nói chung là bợ bưng bô rồi kia, không chuyện đó mở tay tao chọn mày đâu chỗ là ai hai già này một già một trẻ đều đều bị cả để cho tụi mày không có nói được cái điều đó. Nhưng mà thực chất đủ mới nói thì nói chơi thì thôi, thực chất mày đâu thích là nó nói thôi, đủ với cái cục đèn nó nói quẹo nên nó quẹo thẳng là nó kêu thẳng mà đủ mặt vậy đủ quá nó khổ vậy. Thành ra tao lên tao nói hoài thì cái ngày 30 tháng 4 Việt Nam mình coi như đã qua rồi, nhưng mà mình nhìn lại đi thì cái ngày 30 tháng 4 mình năm nay hoành tráng và rất người dân rất là hạnh phúc, mặc dù bệnh dịch cả kéo dài 2 năm nay mày thấy rõ nào Đúng rồi, đúng rồi. như vậy. Để mày hiểu rằng mày phải suy luận cái điều này, cứ người dân Việt Nam nó khác với người dân ở quốc lễ làm bao nhiêu, người thằng Mỹ làm buổi thứ sáu tuần này từ lãnh lương là thứ hai nó đã hết tiền rồi, nó đi mượn tiền rồi không có xin, tao bị hoài mà đủ, tao không có cho nó mượn tiền nhưng mà cho nó thuốc ra ngoài chỗ hút thuốc cái chỗ cái phòng mà hút thuốc để hút thuốc á đủ mà ai cho tao điếu mày đủ mà tao mới trốn ở mày tiền mày đâu nó hết rồi đủ quá. Có nghĩa là nó không biết để dành, nó không biết thủ và nó không có biết có kiểu là đủ mà để xa hơn thích thế không, không có khác người Việt khác. Người Việt khác ở chỗ là đủ là 10 đồng ăn 5 đồng thôi, còn 5 đồng để dành để hậu sự, lỡ có gì Việt Nam mình có cái tánh hay rồi chưa đó ra thằng Mỹ chứ nó nước nó không được. Mình thấy rõ rằng bệnh dịch Việt Nam mình kéo dài 2 năm, người dân mình đang xính dính và khổ sở, nhưng mà mày thấy cái lễ gì rồi để chứng tỏ tiền biết ai cũng có tiền du lịch hết chưa, mày thấy kinh khủng chưa, mà du lịch Việt Đúng Nam mà trong nước mình đi du lịch từ Sài Gòn mà ra Nha Trang chơi đâu mẹ tiền vé xe tiền ăn uống đâu có rẻ đâu, tệ lắm mình đi 5 ngày cũng vài chục triệu chứ ít sao, mà tôi thấy nó đang nghẹt dồn thấy mà hết hồn luôn, bị ra bãi bể biển là đây đầy nhóc trái hồng trái vé cái gì cũng trái trên rồi thì hỏi tiền đâu ta đi, thì có phải là người dân Việt Nam giàu không? Và cái một cái người ta chuyên gia quốc tế họ nói là chuyên gia về tiền tệ quốc tế đó, họ mới nói rằng nước Việt Nam không nghèo, chính phủ thì không có tiền thiệt đấy, nhưng cái tiền đó nằm trong dân rất là lớn, tiền vàng của người dân rất là lớn trong lớn, mà cái người dân Việt Nam mình nó ngồi cái hầu như 80%, mình không nói 90 mà nói 80, thì họ không thích gửi ngân hàng, mà họ không thích gửi ai chứ, họ chỉ để về nhà không tiền được rồi bỏ vô các sắt khóa lại, ra thường bởi vì họ bây giờ thì mới tập làm quen thì tao thấy rất là nhiều người thanh toán bằng về check rồi bằng thẻ này kia thì mới phát triển sau này thôi, chứ thì bằng tâm lý với người lớn tuổi ở Việt Nam thì họ là không thích điều đó, họ ăn chắc mặc bền rồi quá đút cái túi xong về cách bỏ tự khóa 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 lại hai ba cái cho chắc ăn, cái người Việt Nam mình như vậy đó, nhưng mà từ từ sẽ bỏ mất cái vậy. Nói như vậy để cho hiểu rằng là mình không nói một cái gì sai cả, kể cả những cái chuyện mà ở Việt Nam mình, mà những cái lúc gần đây thì Việt Nam mình phát triển du lịch một cách rất ư là
ấn tượng ở chỗ là ở đây là có những công trình mà mình cảm thấy là tao ao ước tình chưa được đi. Cái thứ nhất là cái cầu gì ở ngoài, cái cầu gì ở ở ở ở Đà Nẵng mà cái cầu có bàn tay, có cầu đi ngang qua Đúng rồi. đó. Rồi sao nhiều bây giờ nó phát sinh ra một cái cầu gọi Hạ Long rồi Bãi Cháy này kia thì nó quá là đẹp rồi, không nói là cái chuyện thuộc về kỳ quan thế giới là mình không tính, mình chỉ tính là những cái mà do con người tạo ra. Sau này chẳng hạn như là Landmark 81 nè, rồi những cái mà kỳ quan của Việt Nam mình mới xây dựng sau này mà nó có cái tính cách là kỳ vĩ đó, như cầu nè, những cái cầu mà hiện đại mới nè, rồi xong bây giờ có cái cầu kiến ở Hòn Gai ở, ở đâu ta, Mộc Châu. Mộc Châu, Sơn La, đại khái vậy đó. Cái đó tao chưa được đi, kỳ này tao về tao thu 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 dọn hành trang, tao lên tao đi tao coi, tao quay phim đó. Thì những cái người bây giờ Việt Nam mình phát triển du lịch rất là khủng khiếp, và mà trong trong thời gian dịch bệnh này mà khách nước ngoài cũng vào Việt Nam rất là đông, thậm chí có cái một cái kênh của YouTube mà là cái ống kính đường phố, thằng đó chuyên môn nó quay từ nhất không cho nó quay cho chuyên môn quay từ nhất ngày nào sao sao nó quay khách du lịch mà rất kẹt cứng luôn đó, nó vậy đó. Như vậy là hiện giờ Việt Nam mình mừng thôi, còn bây giờ thì bây giờ mấy cái đám kia mà nói hoài nói mãi nó cũng vậy con à. Bây giờ mình nói cỡ nào nó cũng xuyên tạc được hết trơn. Tao nói rồi, tao đặt tên cho nó là họ họ nó là họ xuyên, tên là tạc là xuyên tạc mà nó rủ khổ thì khẽ. Nhưng mà thôi tao hy vọng là những vài năm nữa những người giống như Quang Lâm nó nói đủ nhiều cái để làm mà càng ngày nó càng thấy nó bể rạc rồi, nó làm những chuyện rùi bu già rồi 80 mấy tuổi rồi còn ngồi lên đủ để hy sinh đủ đối tượng đủ thứ, ta thấy nó buồn cười đồ quá chứ, thấy ta thấy được ngồi ta cười không nhặt được buồn thôi kệ chuyện quan trọng. Thì nó đi nó lại nó hoài nó mãi hoài được, mình cũng không có cái chuyện gì phải ra. Thì tôi nói cho mày nghe cái kỳ lễ này ở Việt Nam là 30/4, 1/5 là ngày lễ quốc tế thiếu nhi, trời ơi, nó cũng rộn ràng. Và ta thường biết là có hai đứa nhóc khoảng gì 5 tuổi hả, 6, 4, 5 tuổi gì đó, đứa hát quốc ca cười cái thương gì đâu. Tức nghĩa là nói như vậy cho mày hiểu rằng cái người lòng yêu nước của người Việt mình từ đứa trẻ cho đến thằng già đều là như vậy, thì làm sao mà nó có cửa để mà nó chống nó phá được mày. Mình chỉ mình lớn mình già là mình lẩm cẩm mình lo xa, chứ thực chất có nhiều cái người Việt mình người trong nước coi nó giống như là hạt bụi thôi chứ không có là con mẹ gì hết rồi. Bởi vì ngay từ thời điểm này bây giờ mà thấy rằng không có ai mà được làm gì. Hồi xưa ta cũng lo cái khi cái mạng internet á, là khi mà nó phổ biến ra rồi người dân mình rộng rãi xài ai cũng xài cả, thì có những thành phần những cái YouTube mà YouTuber bẩn dơ chẳng như là Tân Thái Benny Chương rồi mấy cái thằng kia ông, thì mình cũng lo đúng chết mẹ rồi, vậy là người dân mình nó nghe bậy bạ không, họ không sợ mày cho họ nghe thoải mái được. Nhưng mà dần già thì cái ác nó sẽ chìm dần rồi, bởi vì tất cả mọi người như diễn đàn con này, diễn đàn người trong nước, tất cả mọi người đâu phải chính phủ cơ quan con mẹ đâu, toàn là dân không, dân đen không, mà họ lên họ chửi ta tôi thì mình mới hiểu là cái lực lượng mà tôi nói mày camera chạy bằng cơm nó đông vô nhiều vô cùng ai cũng chơi được. Thành ra cái bên kia nó lép vé, mà nó lép vé thì mới tiêu thôi. Thành ra nhưng mà như vậy để người dân trong nước mình sáng mắt ra, và sau này có nhiều người thức tỉnh. Tao đơn cử một thí dụ như thằng Lâm Văn Hà ngày xưa nó cũng chống dữ lắm, nhưng mà chống riết rồi thấy rồi mày, kỳ quá không đúng không phải đúng không tầm bậy quá rồi. Bây giờ anh mới thấy là anh bị lừa gạt, anh lừa gạt thì anh hối hận. Đương nhiên mình xin chúc mừng những cái điều đó, và mình rất lấy làm là cũng nhờ những cái diễn đàn giống như mình, giống như kiểu như mình ở mình tụi nó hay nói dùng từ khai trí á, mình khai trí ngựa buồn cười á, tụi nó dám dỗ được siêu tinh khai trí gì Việt Nam mà là ghê chứ, đồ quá buồn cười đó kìa, toàn là tiến sĩ không gian không à, đồ quá toàn tiến sĩ sao quả không à, đồ mà nó còn khai trí buồn cười. Thì sau này sẽ có những thành phần nghĩ lại, và họ nói thật này họ nghĩ lại hoặc là không nghĩ lại gì. Đối với Việt Nam mình cũng không có suy nghĩ vậy đó, toàn là rượu tép rui với dung dế không à, không quan trọng. Nhưng có cái điều đó, khi nó mỗi lần nó đi nó phát công rồi mình thấy nó thúi được tùm lum không ngửi không được được đấy không? Đó thì tôi muốn là muốn nói về nói nó vui thôi, chứ bữa nay cũng chẳng có chủ đề gì để mà nói. Tuần sau tao về Việt Nam rồi rượu má, anh chào Lê Duy. Vậy đó. Thì còn mấy cái này tôi thấy mà nó con chiếu nãy vậy đó, thì ở nước Mỹ là đầy dẫy tệ nạn, đầy dẫy những cái khủng khiếp hơn Việt Nam rất là nhiều.
Nhưng cái này có được gọi là homeless ông nội không? Cái này gọi quá cha homeless rượu má. Homeless ông ấy homeless ông nội đúng không? Homeless ông nội rượu má. Homeless homeless không có sướng, nó không có phê. Còn cái này mà vừa homeless mà vừa phê. Đồ quá không? Đồ quá nào. Thằng nãy người kêu zombie á, zombie sát sống đồ có thiệt, Mỹ có thiệt kìa đó đồ. Ông bè đủ quá, ông có đội tao kêu tao mua nhà để ở, ông có đội tao lại ba đại đủ quá, già xưa đủ quá, cho tha cho con đủ quá, đó có ông kia nó gọi lại luôn cái bức tường nghe đủ quá, ở đây cảnh sát còn chạy đủ cảnh sát nước đi qua lại chứ đâu dám lại mày đâu đủ khổ, đá ỉa luôn tại chỗ tiêu tiện cắt cái giấy máy đủ quá nó dơ dãi thôi thúi đó vậy đó, nước Mỹ là vậy đó. Nó nói mặt sạch sẽ mà nó chẳng bao giờ nó nói mặt này đâu rượu quá chạy từ mình rượu mà lôi ra thôi rượu. Khó vậy chẳng là mời tồi bại láo phét rồi. Tao nói rồi từ lâu mà tao chỉ cần tao chỉ khoái những người nào mà nói thật, cái gì có thật thì nói, không có thật không rượu. Tao lao hết biết luôn, toàn là những cái chuyện mà mất camera vừa ra ơi, tự do nhân quyền trời ơi rượu. Nhân bị con mẹ rồi mà khổ rồi mà nó cái lợi dụng bởi vì cái đó nó vô hình, phải không? Thứ nhất là nhân quyền, thứ hai là tôn giáo, cái đó bắt không có được, nắm không có được. Dạ đúng rồi, mà không nắm được bắt được là thì đủ, nó muốn nói sao nó nói đủ quá, nó muốn nói sao nó nói, nó khổ vậy. Cái nào mà nắm bắt được thì đủ, tao không nói đủ mà nó biết dạ. Thua rồi, nó không thua luôn rồi, tại vì thế nào gọi là nhân quyền đâu mà tao thiệt, mà nhân quyền Việt Nam mình gấp trăm ngàn lần là thằng Mỹ này, thằng Mỹ này mày dám thằng dân dám đụ mà hạch sắt thằng cảnh sát không, nó bắn cho bỏ mẹ.